Sau khi một mùa hè, mưa bão xảy ra, cháy rừng khủng khiếp, trời rất là nóng. Hy Lạp đang đối mặt với biến đổi khí hậu. Đây là một cái trận chiến chúng ta phải tiếp tục chiến đấu một kẻ thù chúng ta không thể nào né được có nhiều lúc chúng ta kiểm soát được hy lạp và nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với nhiều thử thách chúng tôi đang đi tới ở ngay cái khu khác ở bên hy lạp ở ngay thành phố italy ở đây bị lũ lụt thảm khốc xảy ra. Chúng tôi gặp bà George. Đây là những gì còn lại nhà của bà. Một chút xíu đồ đạc còn lại và một tấm hình cưới. Con tôi và cháu tôi chút xíu là bị chết trôi. xung quanh ở đây xe bỏ đầy đường, nhà bị hư hại. Đây là cái nhà của anh này. Nhà anh còn gì xài được hay không? Không còn gì hết, chỉ còn có bức tường thôi. Những người dân ở đây rất là tức giận. Không phải tức giận vì thay đổi khí hậu họ tức tại chính phủ ở đây không có bảo vệ cho họ. Chính phủ ở đây không có cảnh báo cho anh biết có phải không? Trả nói đúng rồi. Chúng tôi giật mình thức dậy xung quanh toàn là nước không. Đây là ông sếp đem nước sạch tới chỗ này. Ông ta cũng nói chính phủ ở đây không có giúp đỡ cho lắm ông đổi thừa chính phủ còn nhiều hơn là đổi thừa thay đổi khí hậu trên toàn cầu có phải không ông nói những nhiên rồi thay đổi khí hậu đó là trên toàn cầu đều bị hết cách khoảng chừng 100 mao chỗ kêu bằng rau zero một trong những chỗ Europe đang bị cháy rừng lớn nhất trong lúc này. Bà chuyên môn coi về đất đai đây. Bà nói, những cái người dân ở đây không có kiểm soát đâu ra đó. Rồi còn cộng thêm trời nóng liên tục nữa. Chúng ta chưa có sửa soạn cho về thay đổi khí hậu trên toàn cầu, có phải không? Bà nói đúng rồi. ông khoa học gia của đất nước Hy Lạp. Ông nói chuyện ảnh hưởng bên Hy Lạp, đó là cảnh báo cho tất cả thế giới. Hiện tại, những gì mà họ có trong lúc này không có thể nào đối phó với những gì đang xảy ra. Đó là thời tiết cực kỳ khác bình thường. It is. It is. có phải rất là khó khăn có phải không vừa ngập lụt rồi còn vừa bị cháy ông nói đúng rồi đúng rồi ở đây không có no ark thì đàm hỏi no ark có nghĩa là gì yeah. đối với ông bên hy lạp nghĩa nó là gì no ark preparation... Noah, đối với tôi đó là cái sửa soạn. Sửa soạn cho một chuyện lớn thảm khốc xảy ra. Đó là sửa soạn sẵn sàng.